Sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, năng động, Dương Thùy Linh dường như trẻ và đẹp hơn so với nhan sắc của người phụ nữ 34 tuổi. Được biết đến với danh hiệu Hoa hậu thân thiện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008, nhưng Dương Thùy Linh lại được khán giả biết đến và yêu mến với vai trò là MC, diễn viên và gần đây nhất là các chương trình, các hoạt động thiện nguyện cô tham gia. Thành công trong công việc, hạnh phúc với gia đình có lẽ là một trong những bí quyết khiến Dương Thùy Linh luôn trẻ đẹp. Xin chào quý vị khán giả, nhân vật bí quyết trẻ đẹp ngày hôm nay đi tìm chính là Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh. Quý vị có tò mò xem cô Hoa hậu thân thiện này sẽ chia sẻ những bí quyết làm đẹp nào trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay không? Nếu có thì hãy theo chân tôi đi tìm Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh nhé! Em chào chị Linh. Ở đây thì em thấy có rất là nhiều loại trang sức nhưng mà hình như là chị đang tập trung lựa chọn ngọc trai, có đúng không ạ? Ừ, vì Linh thấy là ngọc trai thì rất là sang trọng và dễ phối đồ với phong cách của Linh. Với cái quan trọng là Linh cũng muốn học dần cách chơi ngọc trai, bởi vì là Linh có được một người phụ nữ rất là thành đạt, còn đã từng nói với Linh rằng chơi ngọc trai mới là đỉnh cao của việc chơi đồ trang sức. Nên Linh muốn chơi vào ngọc trai. Trang sức ngọc trai được rất nhiều những người đẹp ưa chuộng và chọn làm trang sức không thể thiếu của mình. Và Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh cũng là một trong những tín đồ của trang sức ngọc trai. Sở hữu một vẻ đẹp sang trọng và ấn tượng, Dương Thùy Linh dường như lại càng đẹp hơn, sang trọng và lộng lẫy, quyến rũ hơn khi khoác lên mình những bộ trang sức ngọc trai kiêu sa đài các của Bảo Tín Minh Châu. Ngọc trai được xem là báu vật của đại dương, vừa mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái, lại vô cùng tinh tế. Chính vì thế mà trang sức ngọc trai được phái đẹp xem là bí quyết mang lại sự trẻ trung và sang trọng của mình. Xu hướng làm đẹp bằng trang sức ngọc trai đang ngày càng được ưa chuộng vì tính thẩm mỹ, bảo vệ sức khỏe, giàu giá trị văn hóa và tâm linh. Đặc biệt, nhu cầu khách mua trang sức ngọc trai để dùng và làm quà tặng trong tháng 6 tăng cao. Nhằm giúp quý khách sở hữu những trang sức ngọc trai tự nhiên vừa ý như bộ chuỗi trai, hoa tai, nhẫn, mặt dây, đồng hồ ngọc trai, công ty Bảo Tín Minh Châu đã tuyển chọn và kiểm định được nhiều viên ngọc trai đẹp, đa dạng mẫu mã, màu sắc, hình dáng, kích cỡ và nhiều mức giá. Ngọc trai đã được chế tác thành những món đồ trang sức tinh xảo, rực rỡ, có thể thỏa mãn nhu cầu của những khách hàng sành điệu và có nhu cầu cao nhất. Trang sức ngọc trai của Bảo Tín Minh Châu còn phong phú về mẫu mã, kiểu dáng, nhiều mức giá giúp bạn dễ dàng lựa chọn để làm đẹp cho mình hoặc biếu tặng cho người thân quý. Đặc biệt khi cần, trang sức ngọc trai bán lại dễ dàng được giá tốt tại Bảo Tín Minh Châu và trên thị trường. Có thể thấy bộ sưu tập trang sức ngọc trai chào hè 2017 của Bảo Tín Minh Châu rất phù hợp với những người phụ nữ thanh lịch, thành đạt hay những nữ doanh nhân, những người yêu thích vẻ đẹp tinh tế mà quý phái. Ngoài ra, những ai yêu thích thiên nhiên vẫn có thể thỏa sức tắm mình trong làn nước xanh biếc của biển khơi mà vẫn thoải mái tắm biển, không lo lắng tới bất kỳ điều gì. Bởi ngọc trai khi tiếp xúc với nước biển hay mồ hôi thì ngọc trai vẫn đẹp và sáng bóng. Wow, qua những chia sẻ của chị Linh thì em có thể thấy rằng ngọc trai không chỉ nhìn đẹp không thôi mà khi đeo lên người thì còn thể hiện cả sự sang trọng và quý phái nữa, rất là hợp với chị đấy. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chị quyết định lựa chọn trang sức ngọc trai thì chắc hẳn cũng đã có những ý tưởng về việc kết hợp với trang phục nào rồi đúng không chị? Linh nghĩ là nó là sự kết hợp giữa mềm và cứng. Ví dụ như ngọc trai nó thể hiện một cái gì đó rất là kinh điển, rất là cổ điển và rất là nữ tính, duyên dáng. Thì khi mình kết hợp với đồ hiện đại thì chúng ta sẽ có được cái sự đối lập giữa như sáng và tối, mềm và cứng. Thì khi đó chúng ta sẽ có được một cái tổng thể vừa tân thời nhưng mà lại có tính chất cổ điển ở trong đó. Thì đấy là cái phong cách mà Linh thích. Và Linh cũng có biết một số anh chị mặc đồ trông rất nam tính, monochrome, thế nhưng mà họ đeo ngọc trai vào thì trông họ có một cái phong cách không lẫn vào đâu và rất dễ nhớ. Vậy trong chương trình hôm nay chị có thể tư vấn cho em cũng như tất cả quý vị khán giả làm như thế nào để có thể kết hợp được trang sức ngọc trai với một trang phục phù hợp để phái đẹp luôn tự tin và khi mà kết hợp với trang sức thì không cảm thấy như là bị già hay là cứng nhắc được không ạ? Gần đây thì Linh đang thích cái phong cách hơi bánh bèo một chút. Bởi vì là dạo này thì chúng ta đang có mùa hè năm nay thì trang phục là nhẹ nhàng bay bổng và có rất nhiều họa tiết hoa.
to và hở vai, nên là Linh thích kết hợp với những cái đồ trang sức nó cũng thanh mảnh thôi và nhẹ nhàng. Thì Linh cũng có ngắm được một bộ, thì chúng ta hay là chị em mình cùng thử. Mùa hè nắng nóng như thế này thì những trang phục hai dây hoặc trễ vai đang rất là hot. Thế tại sao chúng ta không thử kết hợp chúng lại với nhau để tạo sự trẻ trung, năng động? Ưu điểm của áo trễ vai, áo hai dây là giúp chúng ta khoe ra phần cổ sexy. Cũng chính vì thế, khi mix thêm trang sức ngọc trai như này sẽ tôn thêm nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ. Ngoài ra, chúng ta có thể lựa chọn những chiếc đầm màu sắc trang nhã như thế này để tôn lên nét nữ tính dịu dàng của mình. Với những trang phục thế này, bạn gái nên kết hợp với nhẫn hay ngọc trai chuỗi hoặc chuỗi ngọc trai tay sẽ mang lại cho bạn một phong cách thời trang năng động cùng một vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ. Thế thì cái lý do mà tại sao mà bộ này Linh chỉ đeo có mỗi khuyên tai thôi thì Linh muốn chia sẻ với mọi người là bởi vì mọi người thấy không ạ? Ở cái viền cổ của cái váy đã có đính ngọc trai rồi, và đôi khi chúng ta quá kết hợp giữa ngọc trai, tai và cổ, lại vòng tay, lại nhẫn nữa, khi mà nó đi cả một bộ như vậy thì nó không có tính hiện đại và đôi khi làm cho chúng ta bị già đi. Và mọi người có thể thấy không ạ là mặt của Linh thì hơi dài, thế nên Linh thích những cái ngọc, cái dây khuyên tai nó dài ra một chút. Thế thì độ dài ngắn của khuyên tai như thế nào thì chúng ta cần phải tự khám phá cho cái khuôn mặt của riêng mình. Và mọi người thấy không ạ, nó rất là nhẹ nhàng và kết hợp với bộ váy. Và Linh tin là mùa hè chúng ta mặc những màu sáng như thế này thì làm cho chúng ta trẻ hơn. Linh rất thích cái bộ trang phục này bởi vì nó đúng theo phong cách hàng ngày của Linh, đó là năng động và nó có chút gì đó cá tính và nó hơi nghệ thuật một chút. Nói nghệ thuật thì hơi quá, nhưng ví dụ như cái bộ trang phục này, cái màu của nó nếu mà đứng riêng ra thì Linh sẽ không quá ấn tượng. Nhưng khi chúng ta có cái họa tiết màu da cam và có màu sắc như thế này thì Linh nghĩ là nó làm cho Linh tưởng tượng ra đến những cái màu sắc của châu Phi chẳng hạn. Và nó có thật là nhiều cái niềm vui trong một cái bộ trang phục này, như là có một cái hình là thỏi son ở trong cái túi. Thế thì Linh nghĩ là cái cách dễ nhất để cho mình có được cái sự cá tính đó là có những cái điểm nhấn mà nó tạo sự hài hước cho bộ trang phục của mình thì nó sẽ khiến cho mình trông trẻ hơn rất là nhiều. Và Linh nghĩ đây là bộ trang phục rất là tuyệt vời để chúng ta đi dạo phố. Đây là một bộ mà Linh thấy cũng rất là thoải mái. Mọi người có thể thấy là năm nay hoặc là từ năm mùa hè năm ngoái thì những cái áo quây như thế này, hở vai như thế này coi như là làm cho cả thế giới điên đảo. Tuy nhiên thì Linh cũng muốn chia sẻ là nếu như bạn nào có vai mà hơi ngang quá thì mặc như thế này chúng ta cũng sẽ dễ bị nhấn mạnh vào cái điều đó. Thế nên Linh nghĩ những bạn nào mà có vai tương đối mảnh hoặc là hơi xuôi một chút thì chúng ta mặc những cái hở vai như thế này nó sẽ rất là đẹp. Vậy để kết thúc chương trình hôm nay thì chị Linh hãy gửi những lời chúc đến tất cả các chị em đang theo dõi chương trình ngày hôm nay được không chị? Linh nghĩ là chị em phụ nữ chúng ta đã gọi là phái đẹp thì lúc nào cũng đẹp rồi, nhưng mà chúng ta luôn luôn có thể sử dụng các cái phụ kiện, những cái công cụ để giúp cho mình đẹp hơn. Nên Linh chúc cho các chị em chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời đi tìm những công cụ để tôn mình lên hơn nữa, và chúc các chị em sẽ có những ngày hè thật là rực rỡ. Quý vị và các bạn thấy sao ạ? Sau những chia sẻ vừa rồi của Hoa hậu thân thiện Dương Thị Linh thì chắc hẳn phái đẹp chúng ta cũng đã có trong tay những bí quyết làm đẹp vô cùng hữu dụng rồi phải không? Đó chính là cách làm sao để kết hợp giữa trang sức và trang phục để chúng ta luôn trẻ, luôn đẹp và luôn tự tin ở mọi lứa tuổi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau của Bí quyết trẻ đẹp.